Vâng, chào quý anh chị. Hôm nay trên tay chúng tôi đang cầm là một chiếc máy điêu võng dành riêng cho trẻ em đến từ thương hiệu Vinanoi. Hôm nay thì chắc chắn đây là video đập hộp phiên bản máy điêu võng dành riêng cho em bé dưới 50kg. Thì đây là chiếc hộp đựng máy điêu võng em bé. Thì hiện tại Vinanoi có hai phiên bản dành riêng cho em bé, đó là hai phiên bản máy điêu võng. Đó là phiên bản dành cho trẻ em và một phiên bản dành cho mẹ và bé đến 100kg. Thì chiếc hộp màu xanh lá là tượng trưng để dành riêng cho bé. Vâng, một trời non rất đẹp đúng không ạ? Đây là mặt trước của chiếc hộp máy điêu võng em bé. Anh chị cũng có thể nhận diện nó. Thì hiện nay trên thị trường cũng có rất nhiều sản phẩm làm nhái, sản phẩm giống y như công ty cổ phần Vinanoi. Công ty cổ phần Vinanoi, website vinanoi.vn. Còn mặt bên hông của hộp thì sẽ có được mã vạch. Đây là chiếc máy điêu võng dành riêng cho em trẻ em của Vinanoi. Bên hông sẽ ghi với những đặc tính tiện lợi của máy, đó là về thiết kế linh động, phù hợp với nhiều kiểu dáng khung võng. Thứ hai đó là về tính năng an toàn, được công ty cổ phần Vinanoi đặt lên hàng đầu. Máy sử dụng bộ biến điện DC đảm bảo an toàn cho bé và được sử dụng gói bảo hành vàng trong 1 năm. Có mọi vấn đề gì khách hàng có thể gọi lên số điện thoại hotline trong đây. Và đây là mã vạch sản phẩm và giá cũng như là các cái thông số kỹ thuật của máy được in trên hộp rất chi tiết rõ ràng, giá sản phẩm và mã vạch theo tiêu chuẩn quốc gia. Hai mặt còn lại của máy điêu võng trẻ em thì được in bằng tiếng Anh, cho nên tôi sẽ không có đi sâu vào vấn đề này. Bên hông mặt sau thì sẽ được ghi bằng tiếng Anh như thế này. Rồi ok, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ review thử trong máy gồm có những bộ phận nào và những bộ phận đó với những tính năng làm việc như thế nào. Vâng, và đầu tiên thì tôi lấy ra được đây là chiếc adapter cũng như là bộ chỉnh điện tốc độ gồm 6 nấc điều chỉnh dành riêng cho bé. Quý anh chị có thể theo dõi tiếp theo để tôi có thể review tất cả các thành phần của máy. Tiếp theo đây là thân máy trong bộ motor máy điêu võng tự động của Vinanoi. Thì đây là phiên bản thứ 3, mà mặc dù hiện tại đã ra tới phiên bản thứ 4 rồi, nhưng hiện tôi chỉ mượn được máy điêu võng dành riêng cho em bé đến phiên bản thứ 3. Đây là cải tiến toàn bộ được mạ bằng vàng rất đẹp. Phiên bản thứ 4 thì thanh này giống như hình ảnh trong bài viết tôi đã đưa. Đây là tay đưa và đây là trục quay bằng thép mạ vàng rất mới. Tuy nhiên phiên bản 4 thì trục quay này sẽ lớn hơn rất nhiều và bạc đạn công nghệ Japan Tech của Nhật Bản. Và đây là motor điêu võng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có được tờ phiếu hướng dẫn sử dụng máy điêu võng trẻ em Vinanoi VN365 phiên bản thứ 4. Tất cả phiên bản cách sử dụng, hướng dẫn sử dụng rất giống nhau. Và đây là phiếu bảo hành. Trên tay tôi đang là phiên bản từ tháng 2 năm 2015, phiếu bảo hành của công ty cổ phần Vinanoi. Vâng, và đây là trọn bộ tất cả những gì mà tôi có được trong chiếc hộp đựng máy điêu võng trẻ em Vinanoi thì đưa dưới 50kg. Và đây là cận cảnh chi tiết bộ thân máy gồm có hai bát chữ U tán chuồng, bảo đảm công nghệ của Nhật Bản. Đây là toàn cảnh về chiếc máy điêu võng. Đây, cái thanh đưa này màu vàng thì hiện tại là phiên bản thứ 3, nhưng mà là do tôi chưa có được trong tay mình là cái phiên bản thứ 4, cho nên là phiên bản thứ 4 thì được thay đổi một chút về cái con quay này. Hộp máy, phiếu hướng dẫn và phiếu bảo hành. Và đây là bộ chỉnh điện, cũng là bộ phận khá quan trọng của máy. Bộ chỉnh điện gồm 6 tốc độ của thương hiệu Vinanoi, từ 1 đến 6. Vâng, và đây là trọn bộ video đập hộp máy điêu võng dành riêng cho em bé của công ty cổ phần Vinanoi. Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam.